thì mày nhường cho tao nhúng đi đi, người tao nhúng đi đi. Giờ mày mới mua lần đầu tao chưa có nhúng đây rồi mày nhúng không? Nhúng rồi xong tao trả lại cho mày chứ có mất mát gì đâu. Mày có bầu mà mày còn bầu nhúng nữa. Bây giờ bụng chưa bự thì nhúng được, không có bụng bự thì sao vậy? Thôi, đứng thôi. Hai đứa mày nghĩ sao đâu á trời, nghĩ sao đầu óc, nghĩ sao mà mua cái đó về chơi vậy, bỏ có vung hay vậy? Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Đây nhân vật mà mọi người nhắc bao lâu nay, do là nó có em bé mọi người nó bị nén đồ nên hơi khó quay, thì hôm nay mình mới đích thân rước nó vô đây để quay phần 2 với mình nha. Ok mọi người, thì mình sẽ cho mọi người coi cái này nè. Nè mọi người thấy không, kêu nâu nè, nói là làm nha, tôi mua con kêu thiệt đó nha. Ok mọi người, đây. Thì mình tính là mình chạy lại mẹ mình nhận cái này nè, nhưng mà hên là do là chồng mình chở mẹ mình, mẹ chồng mình đi vỡ lú á, nên là lúc người ta giao là ổng không có nhà, đợi mày bốc cùng tao. Thấy không, trời mọi người, sai bữa nhất, sai bữa nhất. Đã không? Trời đầu tiên thấy con cưa bự gì đó. Ờ, tao mua mà chồng tao la, vô duyên. Ừ. Trời ơi, cái này là quá đỉnh luôn nè. Im không, im không? Trời. Đây, đây. Đây nha mọi người, màu nâu nè, màu nâu quyến rũ nha. Cái gì vậy? À. Bảo đảm. Trời ơi, hàng chính hãng. Trời ơi, nó thằng em luôn á mọi người. Đâu ôm, thử ôm, thử cái. Đâu, đâu. Đẹp thiệt á, nó đẹp ha. Đẹp tao mua gì mà la, có gì đâu la. Ừ, cái này ôm là đã lắm luôn. Ừ, mỗi cái mỗi công dụng á mà tao mua không cho. Đợi một lát ổng về tới số tôi nè mọi người. Giờ này nắng nóng ngực nổi của ông đi ngựa. Không biết tuổi chuột mà cứ thích đi ngựa suốt. Đây nè mọi người. Trời ơi. Màu nâu quyến rũ của tôi nè, trời mê lắm. Bự lắm á mọi người. Cái này bao nhiêu ta? Bao nhiêu xăng? Cái này bao nhiêu xăng gì 1 mét luôn chứ bao nhiêu xăng. Ê, còn loại mét 2 nữa mà hết trơn rồi. Trời. Ôi có cái con cưa này là em nguyện ngủ tối ngày. Không cần mấy phút. Quá đã. Ủa tao tưởng đâu mày thích cái 15cm chưa? Dạng gung gung rồi đó. Không có, không hề. Cái dạng trong sáng lắm. Ok mọi người, giờ hai đứa mình nằm đây đợi chồng mình về. Đợi chồng mày về. Cho chồng mày coi con cưa một lát nè. Mọi người muốn biết tụi em làm gì á thì hãy xem hết video nha mọi người. Ok. Ok mọi người, thì ông cái cửa ngoài mình đóng cửa rồi, để cho chừng nào ông về á mình biết được ông kép mở cửa ra mọi người. Giờ thì mình đợi ông về thôi. Mọi người ăn xài với em nha. 2 hours later. Đưa cho tao, mày nhúng hoài. Ủa mày ngổ quá, chồng mày ở nhà suốt ngày rồi mày ngày nào mày cũng nhúng. Tao chồng tao không có nhà thì mày nhường cho tao nhúng tí đi, rồi tao tí đi. Giờ mày mới mua lần đầu tao chưa có nhúng đây rồi mày nhúng không? Nhúng rồi xong tao trả lại cho mày chứ có mất mát gì đâu. Mày có bầu mà mày còn ngồi nhúng nữa. Bây giờ bụng chưa bự thì nhúng được, có mất bụng bự thì sao vậy? Thôi, thôi đứng thôi. Thôi, thôi cho mượn đi chút về rồi. Tao nhúng cho chừng nào nhúng mà tao cũng lần nữa trả mày. Ôi là trời, có bầu mà ham hố vậy hả? Thôi, nhúng lẹ đi nha, mượn lát của tao đó. Tao giấu chồng tao mua đó, tao chưa có được nhúng luôn đó. Để nhúng xong mày nhúng. Mày ơi, cái này tao không có được công khai đâu. Tao mua để tao nhúng xong rồi tao giấu lại. Lúc nào nó đi cái mày lơ gan mày nhúng. Cái mày cho tao nhúng đi chút được chứ. Cũng được, nó đỡ tốn. Ừ.
Trời ơi. Má đã gì đâu. Đã không? Đã. Này, cho này đúng đi. Hả? Làm gì đâu? Làm gì đâu? Đang chơi với cháu. Đang xài. Đang xài xài chiếc cây nữa là không xài để em cây. Chỗ em trong đang nói chuyện vô gì hả? Lên trước kìa. Gì vậy? Gì đâu? Cứ mua em mua kêu ha. Không, anh không cho em mua. Cái màu đen dài quyến rũ gì nè. Chồng đi gì nữa, bà nội này bà chồng đi mà dám lấy cái đó chơi luôn. Cái gì trên mà nói gì vậy nãy giờ đang thải. Tao bó tay hai nó vậy luôn. Học tiên màu đen. Nói gì mà làm thiệt luôn hả? Bữa nay vô đây luôn. Có bộ bị vô đây chi má? Cũng không vô được hả má? Vũ vô ăn. Ừ, xài nhà đó, nó bẻ. Rồi sao? Có bầu mà dám chơi vậy luôn hả? Chơi gì trời, cái gì trời, nãy giờ chơi gì đâu Ngọc? Chơi chừng lỗ đầu nhỏ nha ba đầu. Chưa chơi xong. Không chồng nó chơi, anh không nói đi rồi em chơi cái gì nữa. Ủa sao không chồng chơi không nói, mà em chơi anh nói. Em thiếu thốn cái gì, con chồng chồng đi. Chồng nó chơi cái gì? Ủa thiếu cái gì? Thiếu nhúng ra. Mỗi bữa kêu nhúng sao không nhúng? Để cho nó hoài kêu nhúng không nhúng mà giờ nó mua về nó nhúng mà thấy coi được không? Con trăm thì mà nó chuyện kỳ quá à. Kỳ cái gì? Chắc con cũng bận rồi. Con trăm đang ngồi nói chuyện. Vô đi ra đi. Vô đi ra đi. Chị em tôi đang tâm sự. Chị có thể không bận nó mới đặt bữa hơn. Con không bận nó mới đặt bữa hơn. Con bận nó mới đặt bữa hơn. Đúng rồi á. Mày chỉ có mày là hiểu tao thôi à. Mà ngộ quá à. Tao vô chơi lâu lâu cái tự nhiên về cái làm cái ớt thiệt chứ. Bố mày cũng vô nữa. Bố mày cũng vô nữa. Ừ. Vô chơi ai nói vậy? Tự nhiên vô hai đứa mua cái đó về chơi. Hai đứa vô đây mua chơi. Mua đâu? Có mua đâu? Giấu đâu rồi cái gì? Nè màu đen quyến rũ nè. Có giấu đâu? Có. Cái gì vậy? Nhìn cái hình người ta nói thôi. Ngoài định đặt thôi. Định đặt cái gì? Nó mua về đây nó chơi nó giấu rồi đã giờ nó nói gì? Thì nói chơi tôi còn chơi bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Nói lúc ngoài ta nghe nãy giờ. Lúc nào? Ngoài cửa chứ đâu? Còn kho còn đóng cửa ngoài nữa. Ủa ông thấy chưa? Ông mấy cái nãy giờ anh vô được nào? Đi vô cửa trước cái nào? Nãy mày mày đóng không khóa ra. Khóa thì cũng biết giờ cũng biết mật khẩu vậy. Mật khẩu mà. Về sao nhà chơi? Bỏ lại. Bỏ lại. Ở nhà không chơi đi chơi đầu giả là sao vậy? Chơi. Ủa không vậy? Hả? À đâu? Không. Ôi cái nhà bà chơi nữa. Ăn xài. Chơi gì ngoài? Bộ mua nữa hay gì? Khỏi tôi đem cái này. Ừ. Thôi lấy con cá được rồi. Phải lấy con cá được rồi. Thầy cưng. Ừ. Nó bỏ ra thì chết. Hai đứa mày nghĩ sao đó trời, nghĩ sao đỏ, nghĩ sao mà mua cái đó về chơi vậy, bỏ có gung hay vậy? Không, mày mua cái đồ này có mấy trăm ngàn không có gung. Mày mua gì mua mấy trăm ngàn đi trời, nãy giờ tao tưởng hàng xịn. Xịn đâu có mấy trăm ngàn à. Cái mày mua cái gung không? Mà cái gung thì nhỏ hơn nha, mày bự. Giờ thấy đã không? Đã. Mày nhìn vào đó rồi, mấy nhìn một cái là nó dữ lắm luôn. Nó mềm mà nó mịn. Ừ, nói sao ta diễn tả sao kìa. Không còn gì để nói luôn. Nào nó cũng đẹp lắm. Cái đồ giả mà nó im hơn cái đồ thiệt luôn. Thế im. Tả luôn. Giờ xã hội nó tiên tiến rồi đúng không? Từ. Nó có hai cái để bớt ra. Mà cái đó nó hai cái đó là còn bự hơn. Dân quả em xẹo phải không? Dân quả em xẹo phải không? Ờ đúng rồi. Xẹo lắm. Không nó bị hoài vậy đó. Không xẹo lắm. Không nghĩ nó cũng xẹp theo thời gian chứ mày. Gì hả? Chơi ý là chơi lâu rồi ngọt nữa hả? Rồi thì nó cũng sẽ ở cái gì mà không mọn. Ừ, có cái nào mà bá cái đồ này nó đâu có mọn. Sao mọn? Sao mọn? Nó cũng mọn theo thời gian. Mọn kiểu gì? Trời, càng lớn tuổi càng mọn. Rồi giờ chơi chơi không? Nó đại đi. Trời trời. Mà cái đó có gì đâu. Nãy giờ đang chơi phải không? Nếu nó không chơi đã giờ hỏi cho chơi không? Nó đại đi giờ nãy giờ đang chơi. Có đâu, có chơi gì đâu. Đúng rồi, tao nghe hai đứa dành chơi rõ ràng mà. Rồi nhúng mà. Thì cái đó chỉ được nhúng thôi chứ làm gì vậy? Thì nhúng thôi chứ được ăn đồ thôi.
giờ được nha. Bố có được nè. Tao thích bố hai cái chân. Tao thích bố hai cái chân. Có được nè. Thậm chí ông nằm tư thế nào ông làm gì cũng được nha. Thế để đầu nằm cũng được. Ủa cái đầu thiệt là không được vậy hả? Sao được? Ủa cái đầu thiệt không được. Được. Làm đi con. Má chồng bấm có nhẹ này. Chứ nói là cái đầu thiệt, một cái đầu thiệt bớt được. Không, không có đã. Cái kia là gì nè? Ông có cái nào đơn giản chứ nó cũng sang xịn mẹ bỡ được thiệt không? Ừ, đúng rồi, đúng không? Thì có ai đứa may mặn thiệt chứ. Mày phải đồ phi hả? Tại vì anh biết thôi chứ mày nó đầy đứa con gái cũng được. Tại vì vợ nhà thì em nói thôi. Ông lên mạng ông vô mấy cái trang mua sắm thôi. Ông sạch ra thử coi biết bao nhiêu đứa mua luôn. Bây giờ hàng của Ngọc mua là rẻ đó nhờ. Ừ. Nó bỏ tiền triệu lên nó mua luôn. Tiền triệu là có đơn nước ngoài nữa. Nước ngoài đâu có cần đợi hàng, đợi cái tháng rồi. Gì? Nghĩ sao mà nhúng vậy? Nếu dài phòng vừa mà đúng một cái là lưu tới ruột tới chổng rồi. Ủa mắc gì tới ruột? Mắc gì tới ruột? Gì? Ừ. Không có tới ruột đâu. Đi ra cho mượn chút xíu về kìa. Đi ra cho nó nhúng nó coi. Vậy là có mua rồi phải không? Mua rồi. Ủa? Mua rồi thì lấy ra coi. Mắc gì? Nó có cái gì đặc biệt đâu. Nó có gì đặc biệt, nó chỉ bự hơn thôi. Thì anh ra cho nó nhúng chút đi rồi cho anh coi. Nó bự, nó mịn, nó mềm hơn mà. Anh trong đây sao nó dám nhúng? Thì nhúng người ta coi. Ừ, kệ nó đi. Trời ơi, em không được. Đợi coi hả? Ừ. Đi nó ra. Có cái gì mà khoái hơn cái đầu thiệt. Đi ra cho anh mày. Cũng khoái rồi, bảo đảm anh xem sao anh khoái luôn. Anh cũng xài được nữa đó. Ừ. Không chụp lén lén lấy xài đúng không? Không có biến thái gì đâu, không có biến thái đến nỗi mà lấy cái đó xài đâu. Trời ơi, trời, có gì đâu, xã hội giờ mà không mày, mới trúng được mấy cái, nữ xài được thì nam xài được. Thế mà nó tiếng mấy cái. Tiếng mà họ đưa mấy nửa tiếng. Nãy giờ hai đứa dành nhau nó mới nhường cho nhúng đó. Nãy giờ gọt xài ăn, tính gọt xài ăn có sức thì mới có sức chút. Mấy con xiên luôn. Mắc gì mẹ, bữa nào đem ra nhà tao đi. Nếu đây có chồng, lát đem ra ngoài luôn đi. Ở thôi nhà mày không có chồng mày vậy. Vô hai đứa vô phòng rồi nhúng tới chiều cũng nhúng tập thể. Nhúng. Ừ. Sao nhúng tập thể được? Có một cây một và nhúng tập thể. Trời, cũng không tiền nhúng luôn cũng được hả? Thiệt luôn. Để lấy gặp coi. Trời ơi. Không có ai nha. Hứa không có ai nha. Không, xã hội. Hai đứa bạn có gì mà hai đứa bạn muốn gì. Xã hội không ra đi. Thời không ra anh đi. Xã hội giờ tiên tiến rồi. Nó nhà nhà ai cũng có vậy. Thì nhà em có ba nội. Hai mà biến thái như hai bà nội. Sao không? Tôi có tiền tôi cũng mua như con như con. Hả? À, đúng rồi. Cái gì? Cái này hả? Chứ vậy. Tôi tưởng cái kia, tưởng cái nhỏ. Cái nhỏ cái gì? Tưởng đâu bằng cùng đây. Mới bằng cùng tay chi cho nội. Mua là phải mua cho đáng, mua gì mới đáng, phải mua cùng tay. Mua cùng tay mua chi ba. Nó như mày thấy cầm tao khó khăn, không mua này cũng không cho. Nãy giờ nó đang nghĩ đến cái khác á. Cái khác là cái gì nữa? Thì nãy giờ nhúng lại nhúng gì vậy ba? Cái gì nè? Ta 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 ba làm gì vậy? Con ta đang dễ thương tự nhiên. Dạ không, phải không? Phải không? Phải không? À, tôi đã lấy ra là không phải mà không chịu tin. Thì mua con nói mua con cung bằng gấu bông đi. Ủa gì? Em có nói mua con cung 15cm gì đâu. Nãy giờ tôi nói con cung 15cm rồi. Tôi suy nghĩ rồi thôi. Thì nó mua con cung sao? Thì em nói với anh rồi, em mua cái cỡ bự nhất. Em mua để em nhúng của anh khác, của này khác. Ủa xin sao không nó gõ ra đây? Chịu ôm được. Ủa tại anh nghĩ bậy. Được sờ được nè, khá hợp lý không? Ôm được, nhúng được, sờ được nè, đúng không? Hai trứng mà. Ừ. Hai trứng nè, hai giò. Bớt phải trứng nã học nè. Nè, nằm nè. Ôm được. Ừ. Anh có nằm có ôm được không? Tôi có bầu, chồng tôi đi làm. Nhưng mà tôi đâu có biến thái đến vậy đâu. Bầu đó. Đó. Tôi đâu có biến thái đến vậy đâu. Tôi khoái con này là tại vì tôi ôm được. Tôi sờ được, tôi nhúng được. Đã thì. Đó, phải thấy rồi. Rồi từ đấy sắp tới mắt là mua. Từ đấy sắp tới mắt luôn. Chồng mày dành mắt luôn. Chứ vợ đâu có con nào nó đạp. Sao? Của em á. Nói rồi. Em có con
con thiệt rồi, cạnh con giả vậy. Cái tay thì anh cũng có thiệt rồi, cạnh con giả cho em tâm muôn con. Sao? Ờ, mua đi. Chồng mày mua 15 cm. Đâu có tiếng hai gì đâu, mua gì ôm cho đỡ nhớ chồng thôi. Ủa, mày đỡ nhớ chồng hả? Ủa, dí đó là nó dí chồng như con cô vậy đó. Giá cái mặt lên đây. Giờ là xong rồi đó. Hết nghi ngờ phải không? Ủa gì là muốn mày cho không? Chị mua cái này có sao đâu. Ờ, chú Duy hai giờ đứng ngoài cửa cũng hoàng quá, nó con kêu gõ kìa. Đứng ngoài cửa định mò hai đứa mình làm gì. Ai biết đâu, đừng đâu nói chuyện lịch sự thì nó con kêu đỡ hơn con. Ok mọi người thì video của mình tụi mình thì kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh cho tụi mình nha. Bye bye mọi người.